Xin chào anh em, hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm và mình quay trực tiếp lại xưởng. Bây giờ khoảng tầm 10 giờ 30 rồi. Và tại xưởng thì có quá nhiều chiếc xe VinFast luôn. Hiện tại ở đây là có 5 chiếc xe VinFast. Chiếc xe đầu tiên này, đấy, đã làm gần như là full rồi. Đây, chiếc xe tiếp theo này, cũng độ đèn, làm chiếc xe này đâu đấy khoảng 60 triệu, 62 triệu. Đấy, cũng dán phim hết toàn bộ này, lắp Android Book này. Đấy, và đây là chiếc xe Fadil. Chiếc xe Fadil này cũng làm rất là nhiều, như anh em đang lắp áp suất lốp. Đấy, lắp cam 360. Mình quay lên đây. Đây là những chiếc xe. Ví dụ như chiếc xe này anh em đang lắp cái bộ cảnh báo điểm mù. Bởi vì là cái bản full này nó có, nhưng mà cái bản bay này nó bị cắt đi. Đấy, thì trên chiếc xe này anh cũng làm khá là nhiều đồ rồi. Đấy. Và đây cũng lại tiếp tục một chiếc xe lắc A. Chiếc này thì cũng khá khá nhiều đồ. Như là dán phim cách nhiệt này, lắp camera 360 này. Đấy, rất là nhiều. Thì cũng là tháng 7 âm, thường thì mọi người sẽ không xây nhà, không mua xe, không mua những cái tài sản nó quá lớn. Nhưng mà độ xe thì anh em thường làm rất là nhiều. Và mình quay đến chi tiết từng xe một và phân tích cho anh em là tại sao chiếc xe lại nên độ như vậy. Và bắt đầu chiếc xe đầu tiên thì đây là chiếc xe Fadil. Thì mình đang lắp cái bộ áp suất lốp. Đó, bởi vì là đây là một chiếc xe mới và mọi người mới lái thì chúng ta sẽ không biết được là lốp của mình bao nhiêu cân, bởi vì cảm giác chúng ta còn kém. Và thậm chí là lái lâu đi chăng nữa chúng ta cũng không biết được lốp của mình bao nhiêu cân. Như vậy lái như vậy rất mất an toàn. Nếu mà anh em có tiền thì nên làm cái này. Nhưng mà cái chi tiết đầu tiên ấy, thì theo mình ấy, cái bộ đèn trên Fadil ấy thì đúng thật là nó chỉ là halogen thôi. Nó hơi tối. Anh em có thể độ một đôi bi gầm vào đây này. Thay búng led vào đây này. Hoặc là độ đôi bi pha vào đây này. Đó. Và trên chiếc xe này thì cái radio nguyên bản ấy nó chỉ bé xíu. Mình đang lắp cam 360. Đây, mình quay vào đây cho anh em xem. Ở đây là anh em lắp áp suất lốp là cân bằng động đầy đủ luôn. Đấy, với chiếc xe này anh em có thể độ cờ rui control này. Đấy, lắp cam 360 này. Cắn hết, xong hết cho em. À, ok. Đấy thì cam 360 sẽ hỗ trợ chúng ta lái xe rất là tốt. Ở đây là cái giấy nhận xe đấy. Hai chi tiết này thôi. Vì đây là một chiếc xe anh ấy cũng lắp khá là lâu rồi. Ok. Vâng, và đây là anh em đang là cân bằng động cho cái bộ lốp. Xong khi mà anh em lắp thêm cái van này này thì nó sẽ nặng hơn một chút. Đấy. Do vậy là anh em sẽ sử dụng bằng máy cân bằng động để chúng ta cân bằng cái lốp để nó chạy theo một cái quán tính nó đồng đều. Đấy, nó nặng hơn một bên thì nó sẽ bị văng hơn một chút. Đấy thì anh em nếu mà lắp áp suất lốp thì nên cân bằng động. Rồi, đây là chiếc xe mà anh em làm xong cơ bản rồi. Ví dụ chiếc xe này là đèn này là đã gá vào rồi. Đấy, tất cả mọi thứ đã ok. Bây giờ chỉ đắp cái mặt vào nữa là xong thôi. Còn trên chiếc xe này thì mình lắp thêm một bộ bậc bệ. Đây, chú cho anh nhờ tí. Đây là cái bậc bệ của chiếc xe. Đó, để giúp cho chúng ta bước lên, bước xuống dễ dàng hơn, trẻ con bước lên. Và thêm một cái điểm nữa là nó bảo vệ cái ba bô lê này. Trong quá trình mà chúng ta cạt vào đây này, thì nó sẽ có cái này để bảo vệ. Và trên chiếc xe này thì là bản full rồi. Nên là anh có dán phim cách nhiệt này. Đây, quay vào đây cho anh em xem. Thì ở đây thì mình có lắp thêm camera hành trình. Cam hành trình mình chọn cho anh cái loại là Xiaomi. Cũng sau quá trình tư vấn rồi thì mình lắp cái cam Xiaomi. Đấy. Rồi, lắp cái bộ Android Book. Đấy, để biến chiếc màn hình zin thành màn hình Android. Và một cái bộ thảm 3D. Thảm này là cái thảm 360 anh em ạ. Đấy, tất nhiên là cái thảm này thì theo đánh giá của mình nó rất là đẹp. Nhưng mà anh em phải rất là giữ gìn. Đấy, đây quay đằng sau mới thấy cái mức độ đẹp của nó. Đây anh em thấy này, nó rất là đẹp. Sau khi mà anh em trải xong thì nó zin theo cái khuôn xe luôn. Đó, đặc biệt bản full này thì sử dụng ghế da Napa nên là rất là mịn. Kết hợp với cả cái bộ sàn này nữa thì cũng rất là đẹp. Chiếc xe này thì mình làm cũng gần xong cơ bản rồi. Còn đây là cái chiếc xe mà anh em bắt đầu mới làm thôi. Cái chiếc xe này tận 62 triệu. Đấy, khá là nhiều. Ví dụ như là dán phim cách nhiệt này, Android Book này, phay mâm này.
Đấy, cái mâm bản bay thì nó sẽ đang là mộc, lắp áp suất lốp này, trải thảm 360 này, độ đèn bi laser này, cũng lắp bậc này, rồi sơn củ phanh này, rồi lắp mắt quỷ này. Đó, và có cái bộ dây đèn để lắp nguyên bản. Thì với những anh em mà đi lắc SA ấy, thì mới thấy là hệ thống đèn nó hơi tối, thật sự nó hơi tối. Còn về cơ bản thì một chiếc xe mới, anh em bắt đầu mới mua thì chắc chắn phải dán phích cách nhiệt, rồi trải cái sàn, rồi lắp cái Android Book để biến cái chiếc màn hình zin thành Android, nó có thể vào được mạng. Đấy, và lắp những cái bậc thôi. Đây, những bộ bậc này. Bậc ở đây là anh em đang chuẩn bị lắp, và lắp xong thì nó sẽ như cái chiếc xe bên cạnh thôi. Đấy. Đây, chiếc xe thì bên trong thì đấy, cơ bản. Ví dụ như cái lớp nỉ này là phải có. Đấy, phải có một cái sàn thì nó mới sạch được nỉ này. Bụi nó rất là dễ bám. Và lắp thêm Android Book. Đấy. Và bây giờ mình sẽ quay lên chiếc xe lắc A ở trên kia. Thì chiếc xe đấy là anh độ cái bộ cảnh báo điểm mù. Như chiếc VinFast bản full ấy, thì nó có. Đấy, nhưng mà bản bay thì nó không có. Đây là một cái thiết bị mà nếu anh em sử dụng cái bộ cảnh báo điểm mù rồi mới thấy được cái sự hiệu quả của nó. Nó rất là an toàn luôn. Cái bộ cảnh báo điểm mù ấy thì chúng ta sẽ dán cái radar nằm ở đây để nó quét toàn bộ cái vùng điểm mù. Nếu như có cái xe đằng sau nó đâm lên thì nó sẽ ở đây, nó sẽ báo cho mình lên cái mắt ở trên này. Đây, quay lên đây cho anh em xem. Đấy, thì mình đang dán sát ở đây. Nếu như mà có xe đằng sau nó phi lên thì nó sẽ nháy nháy lên. Và nếu mà chúng ta xi nhan thì nó sẽ kêu bíp bíp. Đó, cái bộ này thì mình lắp quá nhiều rồi. Và mình cũng nghiên cứu rất là nhiều. Đấy, nó sáng lên này. Em thấy không? Đấy. Và cái chiếc xe này thì cũng có trải cả sàn da 360 nữa. Đấy, mình cũng có lưu ý với anh em cái sàn này phải rất là sạch sẽ. Bởi vì cái sàn này nó có nhiều cái điểm may nên nó dễ bị ngấm nước hơn. Đấy, tuy nhiên cái sàn này thì rất đẹp. Đó, trên chiếc xe này thì anh cũng lắp Android Book rồi. Đấy, cũng dán phim cách nhiệt. Và chiếc xe này thì mình cũng tư vấn cho anh em mà nên lắp một quả loa sắp. Thì loa sắp nó tùy vào từng xe. Ví dụ như trên chiếc xe lắc A thì mình thường tư vấn cho anh em là quả này. Đấy, nhưng mà con xe khác ấy thì lại phải tư vấn cái dòng khác để cho nó phù hợp. Vì mỗi anh em một nghề mà. Nghề của mình thì chuyên làm cái này, mình tư vấn cho anh em nó sẽ phù hợp nhất. Cái quả này này thì nó sẽ rất phù hợp cho chiếc xe lắc A. Đánh rất căng, rất là phù hợp, nó không bị thừa. Ví dụ như xe này mà anh em làm quả to quá thì đánh nó bị thừa, thừa nó sẽ tạo ra tiếng ủ. Còn quả này thì mình nghiên cứu rất là nhiều rồi. Nên là chắc chắn là 100% anh em sẽ hài lòng. Đấy, quá trình lắp chiếc xe này thì cũng có lắp cả cảm biến áp suất lốp này. Đấy, hôm nay đầu tháng 7 mà hẳn 5 chiếc xe lắc, đang lắp luôn. Trên chiếc xe này thì cũng có cam 360 rồi. Đấy, nhưng mà cái hệ thống cam 360 ấy, thì đây là hệ thống cũ. Em quay vào đây cho mọi người xem. Hệ thống cũ thì nó sẽ hơi mờ. Đấy, em on lên cho anh, bật cái xi nhan. Đấy, K360 thì nó giữ cái vạch ấy kìa. Đấy, rất là xấu luôn. Thì cái hệ thống này là hệ thống cũ ngày xưa. Và ở đây, chiếc xe này là mình lắp cái hệ thống K360 mới hoàn toàn luôn. Nó nét, siêu nét luôn. Bởi vì nó chuyển qua đường bằng đường HDMI. Và cái này là cũng phải ngồi nghiên cứu rất là lâu. Bởi vì trước đấy cái hệ thống K360 dành cho chiếc xe lắc này ấy, thì anh em lắp cái bản mà cắm qua đường AV nó rất là mờ. Còn trên chiếc xe này thì anh em đang lắp cái hệ thống mà zin cắm trực tiếp trong màn luôn. Đây, mình quay đây cho anh em xem. Đây là cái bộ 360 này. Và anh em nhìn thấy không, nó chuyển bằng đường HDMI. Đây là cái dây HDMI này. Đó, nó sẽ chuyển và nó cắm bằng cái đường dây chuyên dụng, cắm trực tiếp trong màn luôn. Nên là rất là nét. Đây, quay vào đây cho anh em nhìn. Có thể anh em hơi khó nhìn, nhưng mà trước đấy ấy, anh em để lắp được cái bộ này thì nó rất là khó. Nhưng mà bây giờ anh em chỉ việc là cắm zin. Nên là khi mà cắm vào đây này, anh em có thể cảm ứng ở trên màn luôn. Đó. Chiếc xe này là cái chiếc xe mà được 3 cái voucher, anh em thấy không? Nguyên siêu. Đấy, vẫn chưa bóc luôn. Đây, và anh em đang dán phim cách nhiệt này. Rồi cũng là lắp camera hành trình này. Đây, camera hành trình này. Thường thì mình cũng chọn những cái dòng cam nó phù hợp nhất. Đây, cam siêu gọn, siêu tinh tế luôn. Đó,
Và với cái bộ cam này thì là cũng như là dòng cam quốc dân, rất là đẹp. Đấy, còn như ở đây thì anh ấy đã được tặng cái bộ thảm kiểu như là thảm 3D, 5D này. Thì nó sẽ, mình thì mình không thích cái ông này lắm. Đấy, còn trên cái chiếc xe này thì anh em nhìn thấy là cái, đấy, cái điện trên chiếc xe này không có, chúng ta phải cầm đây để kéo này, chứ không ấn được ở đây. Đấy, thì thường là mình làm cả cái ghế điện này nữa, ghế điện, ghế massage, thổi hơi. Rồi ok, đây là quay một vòng tại xưởng Chu Auto. Thì mình thường xuyên làm những chiếc xe nâng cấp để cho nó đẹp hơn, nó công nghệ hơn. Và đặc biệt là những cái dòng xe VinFast này thì mình làm rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều. Đấy, thì anh em nếu mà có nhu cầu có thể liên hệ cho Chu Auto. Cũng như là mỗi người một nghề nên là mình chuyên cái nghề này là tư vấn cho anh em chi tiết. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.